Em bảo không 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 tìm thấy chị đâu cả. Đi tắm à? Em ở nhà mà em có đi đâu đâu. Nhắc cả. Như cái này xuống để cho nó úp cái này này, cái này nó nằm xuống nhé. Đấy, đừng để dựng lên, em toàn để dựng này thì nó sẽ dựng đứng này lên, nó sẽ không đẹp. Đấy, cái này mình để này. Để cho nó bằng 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 ra như này. Xong đến đây thì bắt đầu mình đi một tí một. Đấy, đưa lên kéo xuống luôn này, đưa lên kéo xuống luôn. Nó tay bẻ bẻ vào trong rồi này. Không, không bẻ gì cả. Mình đi nhẹ lên này, kéo xuống luôn này. Đi lên, mình kéo xuống luôn này. Đưa lên, kéo xuống luôn. Đó, chứ không bẻ gì cả. Nhìn cái tay này chỉ có đưa lên và đưa xuống luôn. Đấy. Đưa lên này. Bóp tí, kéo xuống. Bóp tí, kéo xuống luôn. Đây, mình có để nguyên thế thì cái này nó ngắn. Nó ngắn. Nó sẽ trụ trụ như này. Đấy. Cái chân nó lại được cắn nha. Tức là để tay đó. Nó ra cánh thì mình vẫn để thế, mình sẽ đưa to hơn thôi. Đưa to hơn một tí. Đó. Đưa lên mình kéo xuống này. Đưa lên kéo xuống. Cái này không cần xoay dù nó vẫn ra được. Mình đi nhỏ. Đưa lên kéo. Đó hơn. Đó, mình vẫn chia là 5 cánh. Xuống cái dưới thì em có thể hơi lệch ra một chút. Thế hơi lệch cái tâm của nó. Đó, khi mà em mà đi được một tay thì đi ngược lại nó sẽ đẹp. Đi vặn ngược này. Đó, lên mình kéo ngược dù xong này. Đấy, xoay ngược thì nó lại ngược lại. Đó, nó đưa cạnh xoáy xuống. Đấy là đi ngược, đi ngược thì nó hơi khó, phải tập trước. Không đi ngược thì mình cứ đi xuôi mà. Đi xuôi. Đấy, mình đan ngược lại cạnh, nó vẫn chia ra 5. Đấy, bản thân nó vẫn được chia ra 5 xuống. Đấy, mình đi tiếp, ngửa ra, ngửa cái đầu ra. Vẫn bóp và hơi xoay dù nhẹ thì nó sẽ đưa xuống. Đây gọi là hoa năm cánh cơ bản, chưa phải khó. Nhưng đừng để cái cạnh này nó có những cái lỗ hổng thì có thể là bơm lệch ra đây, bơm lệch ra đây một chút, ra ngoài mình đưa cái nó xa ra tí, thì cái nó xòe ra. Đó, đây nó tròn lại như này, nó tùy với cái mũi em phải làm.